Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Bộ trưởng Tư pháp New York, Letitia James, bội vã khởi lệnh tịch thu tài sản của cựu Tổng thống Trump dù chưa đến hạn. Joe Biden vừa giật một kỷ lục của Obama, Tổng thống ra lệnh đóng cửa nhiều đại sứ quán nhất Tin vui ập tới, cổ đông mạng xã hội True Social sẵn sàng chi 3,5 tỷ USD giúp Donald Trump kháng án trong vụ truy tố tại tòa án New York Hạ viện thông qua dự luật cấm bán dữ liệu của người Mỹ cho Trung Quốc và các địch thủ ngoại quốc khác. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị thân mến, thậm chí còn chưa đến thời hạn phải nộp tiền bảo chứng để chống án, nhưng mà thím Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp New York, vừa thực hiện những bước đầu để tịch thu tài sản của Tổng thống Trump. Thím James đang khởi lệnh tịch thu với sân góp vào khu đất tư nhân của ông Trump ở phía bắc Manhattan, nơi được gọi là Steven Spring. Giống như thời kỳ bảo chúa lộng hành đạp lên luật pháp để thách thức bằng câu tự trào tao là luật. Chàng ơi, thiếm đã không đẹp mà còn ráng bonus thêm cái tính ác và hát xì xăng nữa chứ. Ông thần Donald Trump giờ đây tìm đâu ra tiền ứng phó với ngần ấy trò khốn nạn của đối thủ bên dân chủ. Chập chờn cũng đến nửa tỷ bạc. Kể cả con điếm già bỗng dưng nhớ ra là bị Trump hiếp năm nào đó quên rồi. Khi Trump bảo là nó nói láo thì bị kiện về tội mạ lị và tòa khốn nạn bắt Trump bồi thường nó hơn 83 triệu Mỹ Kim làm sao tài sản không bị hư hao về ngần ấy vụ chính trị gian manh mượn danh luật pháp khi phải huy động trái phiếu để ký thác trong lúc kháng cáo đồng thời trump vẫn cần vận động tiền tranh cử từ quần chúng ở dưới đến các đại gia ở trên mà bọn đại gia ưa có điều kiện chưa muốn nói ra may là mấy năm trước trump lập ra mạng xã hội tru sô so sô -so để khỏi bị kiểm duyệt mà sân chơi này được nhiều người chiếu cố nếu từ đó đổi ra doanh nghiệp có khi là cơ sở với kết giá thị trường là 15 tỷ mỹ kim chỉ liếc qua ngần ấy chuyện Chúng ta vân vân tự hỏi, Trump đã từng lên voi xuống chó với lệ lối kinh doanh quái dị, lên nhiều hơn xuống. Lần này, ông lên tới vị trí tổng thống, không lãnh lương mà bị chúng đánh tơi bời từ năm 2016 cho tới nay. Cuối đời, tại sao ông lại lao vào một trận khác, rắc rối, nhức đầu và nguy hiểm vậy? Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì đất nước. Đó là câu nói của một vị tổng thống vĩ đại nhất lịch sử Hoa Kỳ. Cầu nguyện cho ngài luôn khỏe mạnh để tiếp tục tác cạn đám quái vật trong đầm lầy Washington, DC. c Joe Biden vừa giật một kỷ lục của Obama, tổng thống ra lệnh đóng cửa nhiều đại sứ quán nhất. Thưa quý vị, hội đồng biên tập Tip Insight vừa cho biết trong hai nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama, Hoa Kỳ phải tạm đóng cửa 8 tòa đại sứ vì lý do an ninh, trong số đó có các đại sứ quán Mỹ tại Egypt, Libya, Syria, Iraq, Yemen và Nam Sudan. Thế rồi, sau khi Biden leo lên làm tổng thống, Ôi, chữ leo siêu thực vì còn siêu hơn hiện thực. Từ đầu năm 2021, Hoa Kỳ phải tạm đóng cửa 11 sứ quán, bên trong có khi còn di tản hết nhân viên. Đó là chúng ta lịch sự và tự tế, chứ bộ ngoại giao của Biden đã ba lần dọn dẹp sứ quán tại Haiti, sau khi chi 65 triệu bạc cho chính quyền sở tại, rồi tuần qua vẫn tháo chạy, lẫn trốn, mà báo chí quên chụp hình chuyện bốn lần này. Đã tử tế thì tử tế cho trót. Trong bốn năm của Trump, Hoa Kỳ phải sơ tán ba tòa đại sứ. Thế thì Biden giật kỷ lục của Obama chứ có gì sai. Sai ở chuyện bên trong nước Mỹ, Biden đã tiếp nhận di dân lậu đến mức kỷ lục cổ kim cho nên Obama đành vái lại thôi. Sứ quán của mình thì phải đóng, mà lãnh thổ của mình lại mở toàn hoác. Hoa Kỳ ơi, sao em để chúng chơi em tơi bời như vậy? Tin vui ập tới. Cổ đông mạng xã hội TruSoSo sẵn sàng chi 3,5 tỷ USD giúp Donald Trump kháng án trong vụ truy tố tại tòa án New York. Hôm nay thứ Sáu, 22 tháng 3 năm 2024, các cổ đông của True Social sẽ bỏ phiếu về việc có nên hợp nhất với công ty mua lại mục đích đặc biệt SPAC có tên là Digital World Acquisition hay không. Cuộc bỏ phiếu gần như chắc chắn sẽ được thông qua với mức định giá cao ngất trời. Thỏa thuận này đã được thực hiện được vài năm nay, tuy gặp phải một số trở ngại trong quá trình thực hiện, bao gồm cả các báo cáo buộc giao dịch nổ gián, nhưng cuối cùng giờ đây đã có thể thành hiện thực được phấn khích bởi những người ủng hộ nhiệt thành của Trump. Thỏa thuận này có vẻ đã sẵn sàng mang lại cho cựu tổng thống một vận may lớn, ngay khi tính thanh khoản và giá trị tài sản ròng của ông hiện đang bị khó khăn, vì ông phải đóng tiền bảo lãnh hàng trăm triệu đô la mới được kháng án. Trong một vụ kiện bởi bà biện lý Letitia James tại New York khởi tố với cáo buộc vu khống, ông Trump khai khống tài sản để vay ngân hàng. Dù ông đã trả đủ vốn và lãi cho ngân hàng xong hết, bên ngân hàng không khiếu nại gì cả nhưng bà đã đưa ra yêu cầu Trump phải trả khoản tiền bảo lãnh trị giá 454 triệu USD vào thứ Hai thì mới được kháng án. Bản án này là một sự sắp đặt vi phạm trầm trọng tu chính án số 8 của Hiến pháp để bắt chẹt ông Trump. Ở phút cuối này, ông Trump chuẩn bị nhận trước 3,5 tỷ của cổ đông mua cổ phần công ty True, nhưng không biết số tiền này có đến tay ông không, để kịp thời nộp vào tòa kháng án trước khi tòa New York tịch thu tài sản của ông mức định giá khổng lồ của True Social không nhất thiết phải phù hợp với tình hình tài chính của nó, nó giống một sản phẩm hơn từ sự hỗ trợ trực tuyến nhiệt tình của chủ sở hữu đó. kể từ khi thành lập vào tháng 10 năm 2021, cổ phiếu của TWAC đã tăng 324%. gần đây, khi thông tin True Social ngày càng rõ ràng sẽ được IPO, cổ phiếu đã tăng 60% trong khoảng thời gian 11 ngày vào cuối tháng 1, như để minh họa mối liên hệ giữa triển vọng chính trị và mối quan hệ kinh doanh của Trump cổ phiếu đã tăng vọt cả khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa và khi thống đốc bang Florida Ron DeSantis bỏ cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu trong năm nay đã tăng 133% khi triển vọng sắp nhập SBAC và đợt IPO tiếp theo sắp xảy ra. Phần lớn mức định giá tăng cao được thúc đẩy bởi các cử tri của Trump mong muốn ủng hộ ứng cử viên của họ không chỉ tại các cuộc thăm dò, mà còn trong dự án kinh doanh mới nhất của ông ấy. Hạ viện thông qua dự luật cấm bán dữ liệu của người Mỹ cho Trung Quốc và các địch thủ ngoại quốc khác. Thưa quý vị, Hạ viện đã nhất loạt thông qua một dự luật lưỡng đảng được thiết kế nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân của toàn bộ người Mỹ bằng cách cấm các công ty môi giới dữ liệu chuyển thông tin đó cho các địch thủ ngoại quốc như Trung Quốc. HR7520, còn được gọi là Đạo luật bảo vệ dữ liệu của người Mỹ khỏi địch thủ ngoại quốc, đã được thông qua với tỷ lệ 414 phiếu thuận, không phiếu chống trong đó có 18 thành viên không bỏ phiếu. Các quốc gia và tổ chức hiện được văn phòng bộ trưởng thương mại xác định là địch thủ ngoại quốc là Trung Quốc, Cuba, Iran, Bắc Hàn, Nga và chế độ Maduro ở Venezuela. Dữ liệu nhạy cảm bao gồm số an sinh xã hội, số sổ thông hành và số giấy phép lái xe. Các nhà môi giới dữ liệu cũng bị cấm chuyển bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của ai đó. Dự luật này đặc biệt nghiêm cấm việc truyền tải các thông tin liên lạc riêng tư như tin nhắn văn bản và lịch sử cuộc gọi điện thoại, cũng như dữ liệu về sinh trắc học và di truyền và thông tin định vị địa lý chính xác. Dự luật cũng cho phép Ủy ban Thương mại Liên bang đưa ra mức phạt dân sự trên 50.000 USD cho mỗi hành vi vi phạm. Dân biểu Frank Pilon, dân chủ New Jersey, thành viên cấp cao của Ủy ban Năng lượng và Thương mại, bày tỏ sự ủng hộ của mình. Cuộc bỏ phiếu áp đảo hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng rằng, rằng chúng tôi sẽ không cho phép địch thủ của chúng tôi làm suy yếu an ninh quốc gia và quyền riêng tư cá nhân của Mỹ bằng cách mua thông tin nhạy cảm có thể nhận dạng cá nhân của mọi người từ các nhà môi giới dữ liệu. Bà Roger và ông Pallon đã công bố dự luật này vào ngày 5 tháng 3. Đồng bảo trợ là dân biểu Kurt Belirakis, Cộng hòa, Florida, Chủ tịch tiểu bang đổi mới, dữ liệu và thương mại, dân biểu Chan Tchaikovsky, dân chủ, Illinois, thành viên cấp cao của tiểu bang nói trên, và dân biểu Rick Allen, Cộng hòa, Georgia, và dân biểu Laurie Trahan, dân chủ Massachusetts. Với sự ủng hộ của họ, dự luật này đã được Ủy ban Năng lượng và Thương mại nhất loạt thông qua với tỷ lệ 50 phiếu thuận, không phiếu chống. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội sau khi dự luật được thông qua, bà Sarkovsky cho biết, thông tin cá nhân của người dân đã bị đem ra để bán và trao đổi mà họ không hề hay biết trong thời gian quá dài. Ông Ellen nói trong một tuyên bố qua thư điện tử, các nhà môi giới dữ liệu thu thập một lượng thông tin nhạy cảm đáng báo động về người Mỹ và việc bán dữ liệu này cho các địch thủ ngoại quốc của chúng ta như Trung Quốc là một mối đe dọa về an ninh. Khi được hỏi về tầm quan trọng của việc Hạ viện nhất loạt thông qua dự luật, ông Jack Tenton, một cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Công nghệ tại Quỹ Di sản, cho biết ông nghĩ là các nhà lập pháp đang dần trở nên ý thức hơn trước thông tin về mối đe dọa liên quan đến dữ liệu. Ông nói với trị Bogdan, vấn đề quan trọng ở đây là dự luật này được đưa ra ngay sau dự luật về TikTok. Ông nói với trị Bogdan, giải thích rằng trong khi dự luật thiết TikTok tập trung vào việc chấm dứt các hoạt động, thì SA7520 là nhắm đến các nhà môi giới dữ liệu. Ông giải thích, môi giới dữ liệu là một ngành phụ của lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn, chuyên thu thập và sàng lọc dữ liệu của người tiêu dùng và bán dữ liệu đó cho bất kỳ bên nào sẵn sàng trả tiền mua dữ liệu đó. Ông nói, trong nhiều trường hợp, bên mua chính là một địch thủ ngoại quốc. Ông cho hay, điều khác biệt ở đây là dự luật này ám chỉ các công ty Mỹ bán dữ liệu cho những địch thủ ngoại quốc này chứ không phải một ứng dụng ngoại quốc đang thu thập dữ liệu này và gửi về nước sở tại của họ. Chúng ta có các công ty môi giới dữ liệu của Mỹ đang thu thập đủ thứ khủng khiếp về người dân Mỹ và gửi những thông tin đó cho các địch thủ ngoại quốc và để cho họ làm bất cứ điều gì họ muốn với dữ liệu đó. Hơn nữa, ông nói rằng việc thu thập và chuyển giao dữ liệu có mối liên hệ chặt chẽ với an ninh quốc gia và các nhà lập pháp cuối cùng đã bắt đầu nhận thức được vấn đề này.